Xin kính chào quý vị khán giả, Minh Nguyên rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất được cập nhật trong ngày hôm nay và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Hoài Đức tiếp tục đấu giá 32 lô đất, giá dự đoán vượt 100 triệu đồng một mét vuông. Bốn nhà thầu cùng tham dự gói thầu mua sắm vật tư gần 190 tỷ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ, Chùm Đất Thủ Thiêm tiếp tục gọi vốn từ trái phiếu. Đà Nẵng thưởng tiền đến 150 triệu đồng cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 11, huyện Hoài Đức, Hà Nội tiếp tục tổ chức phiên đấu giá 32 thửa đất LK05 và LK06 tại khu Lồng Khúc, xã Tiền Yên. Mức giá khởi điểm của tất cả các thửa đất vẫn là 7,3 triệu đồng một mét vuông. Con số tương tự các phiên đấu giá trước, tại khu Lồng Khúc, khoản tiền cọc cho các lô đất dao động trong khoảng 141 đến 251 triệu đồng một thửa. Đa số các lô đất có diện tích khoảng 97 m². Cá biệt, có những lô rộng tới 144 đến 172 m². Những lô đất đấu giá sắp tới có vị trí tương đối đẹp. Cả hai khu đều sở hữu hướng nhìn thẳng ra đường Vành Đai 4 và nằm ngay cạnh hồ nước. Chuyên lô LK05 sẽ nằm kế bên sân bóng, còn lô LK06 sẽ tọa lạc cạnh dự án nhà ở Hà Nội. Theo công bố từ công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, hạn chót tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia phiên đấu giá là ngày 8 tháng 11. Hình thức đấu giá vẫn là bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng, tối thiểu là 6 vòng. Mức giá áp dụng chung trong các vòng là 6 triệu đồng một mét vuông. Theo dự đoán của nhiều nhà đầu tư, lô gốc thuộc LK06 nhiều khả năng sẽ có giá trúng cao nhất trong phiên đấu giá sắp tới và tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông. Bạn có bất ngờ khi Hoài Đức tiếp tục đấu giá thêm 32 lô đất? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiến hành mở thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao có giá lên tới 185 tỷ đồng, trong đó phần thầu có giá trị lớn nhất của gói thầu này lên tới hơn 100 tỷ đồng. Theo đó, gói 1 cung cấp vật liệu tiêu hao VT156/G1 thuộc dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn, sử dụng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Giá của gói thầu này là hơn 185 tỷ đồng lấy từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Gói thầu có 5 phần được phê duyệt mời thầu từ ngày 22 tháng 10 và đóng thầu vào 9 tháng 11. Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 36 tháng với loại hợp đồng đơn giá cố định. Biên bản mở thầu cho thấy đã có 4 nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gồm Công ty Cổ phần Thương mại DH Việt Nam dự thầu phần 4 và 5 với giá dự thầu là 13,684 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Y tế và Hóa chất Phú Cường dự thầu phần 2 với giá dự thầu là 16,915 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Minh Long tham gia dự thầu phần 1 với giá dự thầu là 45 tỷ đồng. Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam tham gia dự thầu phần 1 với giá dự thầu là hơn 111 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh HOSE CEE vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Theo đó, CEE được mệnh danh là Trùm Đất Thủ Thiêm khi sở hữu quỹ đất có diện tích lên đến 96.000 m², được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao để thực hiện dự án khu đô thị mới. Trong đó, 90.078 m² đất khu đô thị mới Thủ Thiêm là đất sử dụng ổn định lâu dài để xây dựng nhà ở. Còn lại, 6.053 m² đất sử dụng 50 năm với mục đích xây văn phòng cho thuê. Hiện, quỹ đất mà doanh nghiệp này sở hữu tại Thủ Thiêm còn khá lớn. Cụ thể, ngoài các dự án Lakeview 1 và 2, The Verano, The River Thủ Thiêm đã bàn giao, CEE còn sở hữu nhiều dự án khác đều đang trong giai đoạn đầu tư. Tuy nhiên, đáng chú ý là CEE đang có khoản nợ khủng tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, tại thời điểm cuối quý 3 năm 2024, nợ phải trả của công ty ghi nhận 25.815 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 5% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng thêm 374 tỷ đồng lên mức 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cũng cho thấy CEE đã đi vay hơn 6.688 tỷ đồng, trong khi chi ra 5.542 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần chuyển âm gần 476 tỷ đồng. Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 3 năm 2024, CEE ghi nhận doanh thu đạt 706 tỷ đồng
và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,5% và 0,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp mang về 2.283 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,7% và lãi sau thuế đạt 583 tỷ đồng, tăng 151%. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định số 31 ban hành quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2024. Trong đó có quy định mới về chính sách thưởng tiền cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn với mức thưởng lên tới 150 triệu đồng một thửa đất. Thời hạn để được xét thưởng là 45 ngày tính từ ngày ban hành thông báo nhận tiền bồi thường một lần và mức tiền thưởng căn cứ vào thời gian bàn giao. Cụ thể, trong thời hạn từ ngày 1 đến hết ngày thứ 15, đối với thửa đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời, thì hỗ trợ bằng 5% giá trị bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình, vật kiến trúc, nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng một thửa đất. Đối với thửa đất không có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời, đất nông nghiệp, thì hỗ trợ bằng 5% giá trị bồi thường về đất, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng một thửa đất. Trong thời gian từ ngày thứ 16 đến hết ngày thứ 30, lần lượt mức hỗ trợ là bằng 4% nhưng không quá 100 triệu đồng một thửa đất, 4% nhưng tối đa không quá 35 triệu đồng một thửa đất. Trong thời hạn từ ngày thứ 31 đến hết ngày thứ 45, lần lượt mức hỗ trợ là 3% nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng một thửa đất, bằng 3% nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng một thửa đất. Bạn có bất ngờ khi phần thưởng lên đến 150 triệu đồng dành cho ai bàn giao mặt bằng trước thời hạn? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Xoay quanh thông tin về chính sách bồi thường như trên, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy ấn subscribe kênh để theo dõi tiếp nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất về tài chính và bất động sản, quý vị khán giả hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.